Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin các tổ chức nhân quyền vẫn đang vận động trả tự do cho các tù nhân chính trị Việt Nam. Ngày 2 tháng 11, VOA tiếng Việt cho hay quan chức Mỹ kêu gọi Việt Nam phóng thích thêm tù nhân chính trị. Hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, nhân ngày tù nhân chính trị ngày 30 tháng 10, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daphne Rand, phụ trách vụ dân chủ, nhân quyền và lao động DRL, đã đưa ra lời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị bị giam cầm bất công tại một sự kiện do các tổ chức phi chính phủ gồm Quỹ Quốc gia vì Dân chủ, Phong trào Thế giới vì Dân chủ và Ngôi nhà Tự do đồng tổ chức ở thủ đô Washington của Mỹ. Bà Ren khẳng định Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn cam kết đảm bảo việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và bị giam giữ bất công. VOA dẫn phát biểu của bà Crane tại sự kiện trên được trang YouTube của Quỹ Quốc gia vì Dân chủ tường thuật trực tiếp. Chúng tôi rất vui mừng khi biết tin hai tù nhân chính trị Việt Nam được trả tự do là bà Hoàng Thị Minh Hồng và ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đứng đầu tổ chức Con đường Việt Nam. Tôi cũng muốn nói rõ rằng, tại Việt Nam, chúng tôi đang tiếp tục hợp tác với chính phủ và tìm cách thả thêm nhiều tù nhân chính trị nữa, bà Crane nhấn mạnh. VOA cho biết, lời kêu gọi của nhà ngoại giao Mỹ được đưa ra khi các tổ chức phi chính phủ đoàn kết tập hợp để yêu cầu thả tù nhân chính trị trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Họ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường tiếng nói tập thể toàn cầu để vận động trả tự do cho tù nhân chính trị. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daphne Crane. VOA dẫn lời cựu tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức nói rằng ông hoan nghênh và cảm ơn những nỗ lực kêu gọi và vận động chính quyền Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị. Những nỗ lực đó cần phải được tiếp tục và tăng cường nhiều hơn nữa để làm sao bảo vệ được tiếng nói của những người bất đồng chính kiến. Họ lên tiếng một cách ôn hòa vì đó là quyền căn bản của họ. Tôi tin rằng những nỗ lực đó sẽ có tác động rất tốt đến công cuộc dân chủ hóa ở Việt Nam và trên thế giới nói chung. Ông Thức bày tỏ kỳ vọng. VOA nhắc lại nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức được chính quyền Việt Nam trả tự do vào tháng 9 năm 2024, 8 tháng trước hạn tù 16 năm, cho tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhà hoạt động môi trường, sáng lập viên của tổ chức Change ở Việt Nam, được nhà chức trách tha tù sớm hôm 21 tháng 9. Bà Hồng bị bắt vào tháng 5 năm 2023, sau đó bị kết án tù 3 năm về tội trốn thuế. VOA nhấn mạnh, chính quyền Việt Nam phóng thích ông Thức và bà Hồng ngay trước chuyến công tác tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước khi ấy là ông Tô Lâm. Hình ảnh cựu tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức. Vẫn theo VOA, hội thảo trực tuyến nhân ngày tù nhân chính trị hôm 30 tháng 10 là một phần trong chiến dịch trả tự do cho họ của phong trào Thế giới vì Dân chủ nhằm xây dựng tính đoàn kết quốc tế với các tù nhân chính trị, vận động công chúng toàn cầu hành động và ủng hộ việc trả tự do cho họ. Song song với chiến dịch này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thực hiện một chiến dịch mang tên Không lý do chính đáng, nhằm nâng cao nhận thức quốc tế về hoàn cảnh của các tù nhân chính trị bằng cách kết nối với mạng lưới này trên toàn cầu. VOA cũng cho biết bà Crane nhấn mạnh rằng công chúng Mỹ, Quốc hội Mỹ và chính phủ Mỹ tiếp tục coi việc trả tự do cho những người bị giam giữ oan trái là một nguyên tắc nền tảng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, trong khi chính quyền Việt Nam khăng khăng rằng họ không có điều gọi là tù nhân chính trị. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Ngôi nhà Tự do, cho rằng tính đến cuối năm 2023, Hà Nội đang giam cầm ít nhất là 160 tù nhân chính trị. Phụ nữ Việt Nam vắng bóng tại chính trường. Ngày 1 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận Chính trường Việt Nam ít chỗ cho phụ nữ của giáo sư Zachary Abuja. Tác giả cho hay, các hệ thống cộng sản có mục đích là quân bình và không phân biệt giới, nhưng ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, bất chấp những lời lẽ hoa mỹ, các quốc gia này vẫn không đạt được những mục tiêu và lý tưởng đặt ra. Tác giả lấy dẫn chứng một số nhỏ phụ nữ thành công trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam như tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và bà Trương Mỹ Lan đã thiết lập một ngưỡng ngoạn mục về các vụ rắc rối liên quan đến các tập đoàn. Bà Lan nhận một án tử hình và một án chung thân trong hai vụ án về gian lận và rửa tiền,
tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Hình ảnh bài trên AFA. Theo tác giả, Việt Nam thường được nói là có tỷ lệ cao phụ nữ tham gia vào chính trường ở châu Á. Dựa vào số liệu của Quốc hội, với chỉ khoảng dưới 30% phụ nữ tham gia chính trường, Việt Nam hiện đứng trên các quốc gia khác ở ASEAN, trừ Philippines. Nhưng tác giả chỉ ra, ở một khía cạnh khác, Việt Nam còn ở rất xa so với mục tiêu mà mình tự đặt ra. Việt Nam đã tự lập cho mình một ngưỡng cao với mục tiêu là có 60% các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương có các lãnh đạo then chốt là nữ và 35% phụ nữ đại diện trong quốc hội đến năm 2030. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào quốc hội vẫn còn thấp hơn mục tiêu đặt ra. Phụ nữ hiện chỉ chiếm 27% số đại biểu quốc hội. Vẫn theo tác giả, ngoài quốc hội còn có sự thiếu vắng của đại diện nữ ở cao cấp và ở các con đường quan trọng dẫn đến các vị trí lãnh đạo cấp cao. Đây là điều quan trọng để tỷ lệ đại diện của phụ nữ cao hơn. Tiến tới các đại hội đảng 15 và 16 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2031 và 2036. Hình ảnh Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Tác giả cho biết hiện chỉ có một nữ lãnh đạo trong Bộ Chính trị 15 người là bà Bùi Thị Minh Hoài, người vừa được bầu giữa kỳ tại Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, bà Trương Thị Mai, người phụ nữ duy nhất được bầu vào Bộ Chính trị 18 người tại Đại hội Đảng 13 hồi tháng 1 năm 2021 đã bị buộc phải từ chức vào tháng 5 vừa qua, như một phần trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng đang diễn ra khi đó. Bà Mai là thường trực ban bí thư, vị trí khiến bà là nữ chính trị gia có cấp bậc cao nhất trong lịch sử Việt Nam. Tác giả cũng cho biết thêm, Bộ Chính trị khóa 12 là đỉnh điểm của sự tham gia của phụ nữ vào chính trường, với 3 phụ nữ nằm trong số 19 ủy viên Bộ Chính trị, chiếm 16%. Tất cả những người này đều giữ vị trí lãnh đạo ở Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng và bà Trương Thị Mai, lúc đó là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội. Hình ảnh bà Trương Thị Mai. Bà Tòng Thị Phóng và bà Mai đều có mặt trong Bộ Chính trị khóa 11 và đều giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Vì vậy, ngay cả ở trong Bộ Chính trị, con đường tiến tới quyền lực cho những phụ nữ cũng thường là đi qua Quốc hội. Tuy nhiên, tác giả nhận xét một lĩnh vực mà phụ nữ tiếp tục thành công đó là trong đội ngũ những nhà ngoại giao của Việt Nam. Tác giả lưu ý, vẫn có một cơ hội để thay đổi tại Đại hội 14 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Việc lên kế hoạch bao gồm cả việc chuẩn bị thành phần cho Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đang được thực hiện. Trong khi Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đang mất cân đối về nhiều mặt, chủ yếu mang tính vùng miền, đảng phải vượt lên trên tính hình thức về đại diện nữ, ngay cả trong cơ quan đưa ra quyết định cao nhất của mình, ông Zachary nhấn mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Phụ nữ Việt Nam vắng bóng tại chính trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.